Xin chào các bạn mình cao đạt. Hôm nay mình đang đứng ở quán cà phê Đại Cường của nhà mình. Và đây là chai sâm bà nội mình đã làm. Bà nội mình đã tới một tiệm thuốc bắc để mua cái vị thuốc bắc này về và trộn với đường phèn. Và nó sẽ ra một vị sâm rất là ngon. Đây, chính là chai sâm này. Và chai sâm này hiện mình đang bán ở quán cà phê của mình. Nếu các bạn có muốn uống chai sâm này, các bạn có thể tới quán cà phê của mình và mua chai sâm này nhé. Còn các bạn muốn mình giao tận nhà thì hãy để lại comment phía dưới để mình có thể giao tới tận nhà nhé. Và các bạn có biết những món ăn nào thì hãy bình luận phía dưới để mình có thể mua những món đó về làm nhé. Xin chào.